我现在不方便接电话là gì? Nghe điện thoại. Rồi, nghe điện thoại đó. Bắt máy đấy. Thì bây giờ là 我现在不方便接电话 là gì? Đúng, hiện tại là không thể nghe điện thoại. Tiếp. 这里交通很方便 là gì? 这里交通很方便. Đúng, giao thông ở đây rất sao? Thuận lợi. Đồng tiếp theo. 你方便出去帮我买点东西吗? 你方便出去帮我买点东西吗? 你方便吗? 那是你方便吗? Vậy thì 你方便出去 là 你出去 là? Ra ngoài. 帮我买点东西吗? 那是? 帮我买点 Mông chú, mãi điện đâu xì là mông chú đồ được không? Rồi, bạn có tiện ra ngoài mông chú đồ được không? Bạn có tiện là mở cửa tôi được không hả sao? Nhìn phong biên. Mở cửa giúp tôi. Mở cửa giúp tôi. Bao mở khai vấn gì nữa? Mà bạn có tiện đi siêu thị mua đồ giúp tôi không? Nhìn phong biên. 去超市帮我买东西吗? Đúng. Bạn có tiện gọi điện thoại cho tôi không? Bạn có tiện gọi điện thoại cho tôi không? Nhìn phong biên gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, nhìn phong biên kêu hùa tải nhắn khoảng không? Đúng rồi, phong biên. 大便là đại tiện thì小便là tiểu tiện nhá. 大便là đi ấy thì 小便là đi kia nhá. Nào. Thế còn có gì nữa? 小学là tiểu học sẽ luôn. Ai đọc được? 上小学. Rồi, 上小学là gì? Đi học. 上小学là đi học. Học là lên, 上小学 là lớp mầm non lên, nó cũng là lên cấp 1 đấy. Thì là 上小学, nhưng mà nếu mình dịch thì mình vẫn có thể nói là học tiểu học. Đúng không? 上小学. Nào, tiếp theo là ai đọc được? Tha mình nhiên. Tha mình nhiên. 上小学 là gì? Nhiên là gì? Năm sau. Anh năm sau làm sao? Cậu ấy năm sau làm sao? Nghe tiểu học. Rồi, từ dưới là khó đây này. Nói, thôi mình đọc này. Dịch này. Tha tự hỏi sự sân 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 năm nay năm nay chín年，今年，今年，要上小学。对，我的孩子今年要上小学。OK，就这样。你恭喜的。热闹，热闹，热闹的热闹了，热闹。 啊，该是么样了？城市里真热闹，等会城市里真热闹了的。等会里面的，等会城里头的，等会里这里很热闹，等会这里很热闹了的。啊，来，那啥，热闹闹。 热了你，闹了难为。今天很热了你。热，刚才是热，刚才是难。你别闹了，你不要闹了，不要了，你。你不要闹了。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 不要
và người ta nói to, cái không âm ngữ của người ta to và người ta nói chuyện với một cái tâm trạng không được bình tĩnh thì gọi là nọng nhá, rơ nọng. Cách nghĩa giản sau này mình có thể sử dụng cho nó dễ dàng. Nào, tiếp theo là có gì đây ạ? Sang tiện. Sang tiện. Sang tiện là gì ạ? Sang tiện là cửa hàng. Rồi, lợi từ của cửa hàng là xia. Một cửa hàng là Yi jia sang tiện. Ví dụ mình nói rằng là hôm nay tôi đi cửa hàng mua quần áo, nói sao? Sang tiện làm gì? Mải ý của. Đúng rồi. Nhà tôi mở cửa hàng. Của cha mở cửa hàng. Khai mở đấy. Đúng rồi. Của cha khai chi cha sang tiện. Tôi là ông chủ, có nghĩa tôi là bà chủ của cửa hàng này, nó sao? Là cái nhịp sống của Hải Phòng trọng. Thế Hải Phòng trọng đâu? Không, Hải Phòng
价 ，OK， 你手什么节奏？那节奏，请问大娘，他的生活很辛苦，他的生活很辛苦 ，OK， 生活很苦。我喜欢热闹的生活。得，我喜欢热闹的生活。欢迎。这是个不可以告诉你。嗯，那么呢？牛吗？生活很牛吗？谁买？谁同意的了？我真不懂。哦，不好，欢迎。我放羊出来。是，很牛多。放火了，精彩的不是上那我对象国籍叫啥站了喂站了喂车站了没车呀你说你没车呀你给你个美景呀我的这边叫什么叫车站叫车站对你们地铁三个点的那不高了吗那不高了车站高了地铁站，你呢？火车的火车站。那罗站。罗。船站。你高兴了？你准备怎么搞了？悉尼站，你怎么？你写几个字？悉尼。我来到了新的一站。我来到了新的一站。蒋维维，听听之后，两个小姐过来了。我原来那个站呢，还在他前面的生活呢。哦。我有新的生活，就比起我来，我来到了新的一站。原来到那里有一个蒋维兰德维，都没。那车已经到站了，大姐。车已经到站了，已经了的，đã đúng rồi xe đã đến trạm rồi hoặc là mình nói cách cách đơn giản là到站了là gì到站了đến trạm rồi đến bến rồi rồi nào đọc và dịch nhé câu chữ hiểu và câu chữ sự nghĩa là câu một câu hiểu và câu một câu sự đây đọc thử đi kia đi nào của cha phán biên giờ phán biên giờ không phán đâu đây là phán biên phán biên đọc lại các bạn đọc của cha phán biên giờ ý ngắn rồi là bên cạnh nhà có nhà ai nhà tôi có một nhà đúng rồi bên cạnh nhà tôi có một ngân hàng tiếp số 2 nào của cha phòng biên sư ý cơ nhìn hắn của cha phòng biên sư ý cơ nhìn hắn của tôi là bốn hình được chính xác cha phòng biên sư Trung Quốc nhìn hắn bên cạnh nhà tôi là ngân hàng Trung Quốc rồi nơi nào đó có người vật nào đó hoặc nơi nào đó sự làm vật của người đó đều được nghĩa là cạnh nhà tôi là một ngân hàng cũng được mà cạnh nhà tôi có một ngân hàng cũng được nha nào tiếp nhận chúng ta nào của cha phòng biên có một cửa hàng và có một cửa ngân hàng ở cạnh nhà tôi có một cửa hàng còn có một ngân hàng rồi ừ, 我家左边是一个商店，右边是一个银行。bên trái nhà tôi là một cái cửa hàng, bên phải là một cái ngân hàng. Rồi, tiếp theo.
Chưa phủ thì thầy em gửi sang. Nhá, mẹ nhà chơi những cái chữ nhá. Trong chữ mà phải